khi các bạn hoàn thành một ly là gừng, tỏi và chanh này thì các bạn biết không, cái nước này là uống đánh tan mỡ bụng cực kỳ mạnh mẽ luôn nha các bạn. Thủy xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay Thủy làm video này thì muốn chia sẻ với tất cả các bạn cái cách mà chúng ta giảm mỡ vùng bụng hay là giảm cân trong vòng 7 ngày mà không cần phải tập luyện thể thao quá nhiều hay là chúng ta kiêng ăn quá mức ha. Cách chúng ta làm như sau nha. Giảm cân bằng cái nguyên liệu mà trong nhà bếp của chúng ta có sẵn và nó cực kỳ đơn giản luôn, và những cái nguyên liệu này thì nó không có mắc tiền và chúng ta cũng dễ dàng mua được ha. Đó là sự kết hợp giữa gừng, chanh và tỏi ha. Gừng, chanh và tỏi này thì nó kết hợp lại nó sẽ cho chúng ta là một cái cách mà giảm cân, giảm mỡ bụng cực kỳ nhanh luôn nha các bạn. Nó phải nói là phương pháp này là siêu tốc luôn, tuy là đơn giản nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta có vóc dáng gọn gàng hơn ha, mà không cần phải tập luyện nhiều hay là chúng ta ăn kiêng vất vả ha. Thì đôi khi chúng ta ăn kiêng hay tập luyện thể dục thể thao thì chúng ta không có nhiều thời gian để tập luyện ha. Và các bạn nào mà đang muốn giảm cân, giảm mỡ bụng thì thử áp dụng cái phương pháp giảm cân bằng gừng, chanh và tỏi này nha. Và chúng ta áp dụng như sau nha. Nếu mà tỏi to như thế này, các bạn sử dụng là 3 tép thôi nha. Chúng ta sử dụng 3 tép như thế này thôi. Và sau đó chúng ta sẽ lọc vỏ nha. Và chúng ta sử dụng một khúc gừng nhỏ thôi nha các bạn nha, không cần nhiều nha. Dưới cái phương pháp mà giảm cân bằng gừng thì các bạn nên để vỏ thì tốt hơn nha. Tại vì trong vỏ gừng này, thực chất trong vỏ gừng này nè, nó giảm cân rất là tốt nên chúng ta không cần gọt vỏ nha. Chúng ta chỉ rửa sạch thôi. Sau khi các bạn rửa sạch gừng và tỏi thì chúng ta sẽ mài ra nha. Các bạn đâm cũng được ha. Chanh này thì các bạn sử dụng khoảng nửa trái nha. Chúng ta lấy luôn vỏ nha. Cái vỏ này nè các bạn, nó đốt mỡ bụng rất là tốt nên các bạn lấy luôn vỏ nha. Nhưng các khoảng nửa trái thôi ha. Một ngày chúng ta uống một trái chanh, một lần làm như vậy chúng ta uống là nửa trái chanh thôi nha.
Sau đó các bạn cho vào một cái ly nha. Sau đó các bạn cho nước sôi hoặc là sôi vào nha. Và các bạn sẽ hãm là tỏi, gừng và chanh này trong khoảng 10 đến 20 phút để cho cái tinh chất á, nó ra hết các bạn nha, rồi chúng ta sẽ sử dụng nha. Sau khi chúng ta đã chờ 20 phút rồi thì chúng ta sẽ lấy ra và chúng ta sẽ lược lấy cái nước nha. Sau khi các bạn hoàn thành một ly là gừng, tỏi và chanh này thì các bạn biết không, cái nước này là uống đánh tan mỡ bụng cực kỳ mạnh mẽ luôn nha các bạn. Là gừng với chanh kết hợp vô là đánh tan mỡ bụng rất là tốt rồi, còn thêm tỏi nữa. Và cái cách dùng như sau nha, mỗi ngày các bạn uống như vậy là khoảng 2 cốc nha, uống trưa và uống chiều. Và các bạn nhớ là không nên uống khi đói nha, tại vì cái này nó sẽ làm cho chúng ta dạ dày không tốt thì dễ bị ảnh hưởng ha. Chúng ta sẽ uống trước ăn là khoảng 30 phút hoặc là sau ăn là 2 giờ nha. Các bạn nhớ là mình uống trước bữa ăn trưa và trước bữa ăn chiều nha. Hoặc là chúng ta có thể uống, nếu bạn nào mà bụng không tốt thì chúng ta có thể là uống sau ăn là 2 giờ. Cái phương pháp này nó đốt mỡ bụng và đốt mỡ toàn thân nó rất là mạnh mẽ nha các bạn. Nếu các bạn nào mà đang muốn giảm cân thì hãy áp dụng cái phương pháp này nha. Và các bạn nhớ lưu ý là các bạn uống liên tục trong 3 tuần, và sau đó các bạn nghỉ một tuần rồi các bạn lại uống tiếp nha, đến khi nào đạt được cái vòng eo như ý hay là chiều cân nặng của chúng ta giảm như ý rồi thì chúng ta sẽ ngừng Các nha. chất trong chanh, gừng và tỏi này không chỉ cho giúp đốt mỡ thừa mà nó còn kích thích cái sự sao đổi chất trong các tế bào ha. Nó hỗ trợ cho chúng ta là sỏi thận nè, các bệnh về tim mạch và tăng cường hệ miễn dịch rất là tốt ha. Sau khi hãy chia sẻ với tất cả các bạn cái phương pháp giảm mỡ bụng, giảm cân toàn thân, không cần tập luyện thể dục thể thao hay là ăn kiêng quá độ bằng tỏi, gừng và chanh này, thì hy vọng rằng các bạn sẽ áp dụng được ha, và cho mình vóc dáng như ý nha. Sau khi hãy chia sẻ cái cách giảm cân trong vòng 7 ngày, hãy hy vọng rằng các bạn xem video và thực hiện cho mình và áp dụng có được vóc dáng đẹp hơn ha. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì hãy cho hãy một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ kênh của Thủy nha. Hãy xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy xin chào và hẹn gặp lại các bạn.